Cần luôn. Có cái gì để hót không? Kia xem đi. Nó hót ra. Mà làm cái gì thì làm đấy, ngồi đấy cả ngày à? Vâng. Vâng ạ. Thế xong hai mình đi không nhỉ? Ừ. Đi chợ không? Ừ. Mẹ ở nhà ấy. Mẹ ở nhà mà con đi mà. Vâng. Lấy cái gùi. Vâng. Đi. Mẹ ở nhà ấy. Vâng. Anh ơi, để em lấy cái áo đó. Đi phòng của em. Lấy gùi cho em đi. Lấy gùi cho em. Mẹ gùi cho em. Rồi, này. Tính nữa anh đi. Lấy được gì thì anh gùi, bây giờ em gùi. Cầm. Wow. Đỏ thế nhỉ? Ngon đấy. Ăn đâu? Ngon đấy. Ngon đấy. Ăn đi. Còn này đứa ấy, nó dán. Anh ấy về lấy quả này. Tròn đẹp thế. Lấy hai quả nữa được rồi. Đây đây một quả. Một quả này. Này có vẻ cũng già. Quả này nữa. Lấy quả này đi. Quả này đẹp á. Đẹp. Quả này đẹp. Đây rồi. Thường nó hai quả này. Thì đây không có chỗ nữa. Cái men nó bỏ con. Hello, mua dưa dân tộc. Ba quả cho một cái cân này đi. Nó đi hết. Ba quả. Có lấy ạ. 15 gì? 30. Còn không? Có. Con mong hay chưa có? Thấy nó hết là đây không rồi. Không lỏng rồi. Anh em mà cho ăn đưa đi anh. Ừ, em uống được không? Anh không uống đâu. Má đâu cháu mày bắt ăn thôi ạ. Ăn ạ. Ăn đi bác. Đây cả cháu cũng ăn đi. Vâng ạ. Đấy ăn rồi. Bác ăn đi bác. Đây mẹ ăn. Con nó ăn đấy. Ngọt đấy.